Xin Đi Đòn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin Đi Đòn. Xin Đi đang đứng ở con đường Tùng Thiện Vương, quận 8. Phía trước mặt anh chị đó là chợ Sớp Củi. Bây giờ thì khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 12, 2021 với không khí cuối năm. Thì Xin Đi nghĩ rằng chúng ta xem nhiều về những cái khu vực như là khu dân cư triệu đô, nhà lầu xe hơi, những không khí rất là nhộn nhịp, náo nhiệt ở khu vực trung tâm. Vậy thì tại sao mà chúng ta không có quay cái không khí cuối năm ở xóm nghèo mang theo là thụ cây như thế nào? Với suy nghĩ đó thì Xin Đi cũng mời chị chúng ta sẽ lên xe Xin Đi để về cái khu vực xóm nghèo đó, quanh quanh những con đường mang theo rạch đủ cây để chúng ta đồng cảm, sẽ chia nhanh anh chị ha, để hiểu hơn về cuộc sống Sài Gòn với rất là nhiều cái gam màu sáng tối. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi nha anh chị. Chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Đây là con đường Tùng Thiện Vương, hướng này là về chợ Sớm Củi Chà Và. Có thể mình lòn lòn ra bến Nguyễn Duy, rồi từ đó có một cái cầu Hiệp Hưng, rồi men theo rạch ủ cây nha anh chị ha, rồi chợ Ba Đình, con đường Ba Đình, Hưng Phú vân vân, cái khu vực đó đó. Nhưng mà bây giờ con đường Hưng Phú thì giàu lắm rồi, chỉ có men theo những rạch ủ cây thì người dân còn nghèo thôi, còn khó khăn. Đi thẳng vô kia là cái xóm Ưng Long, rồi men ra ngay chỗ bến Bình Đông. Thôi nhiều con đường ngõ tẻ lắm anh chị. Chợ Sớm Củi thì buổi tối thì nó vắng vẻ, nó không có đông như ban ngày, nhưng mà mấy bữa nay thì chợ, ba cái chợ truyền thống anh chị vắng lắm, cái mãi lực yếu lắm. Mảnh đất Cù Lao, Sớm Củi năm xưa. Phía sau lưng Xin Đi mà anh chị đi thẳng đó thì chúng ta sẽ về với lại cầu Nhị Tiên Đường. Hôm qua Xin Đi mới quay sớm đạo, năm nay nói chung là cũng đẹp, đẹp lắm anh chị, cũng đẹp. Đây là con đường Phong Phú nha anh chị ha, bên phải con đường Phong Phú. Rồi Xin Đi sẽ quẹo bên hông chợ nha. Cầu Chà Và mé bên trái, anh chị thấy chợ buổi tối vắng không? Một cái điểm rất là hay, các cô, các chị, các anh dọn dẹp vệ sinh thì rất là sạch sẽ. Đa những cái xe rác này cũng cảm ơn. Cảm ơn các anh, các chị. Mặc dù là làm cũng có tiền lương đó chứ, nhưng mà mình thấy những cái hành động như thế này mình cũng phải cảm ơn thôi. Đó, chợ đó anh chị, buổi tối chợ Sớm Củi đó, không khí nó héo hắt không? Hy vọng một lát không có héo hắt. Ở trong đây thì có những cái hẻm hóc nó ngoan ngoèo. Buổi tối chợ Sớm Củi á, bây giờ mình đi tiếp anh chị ha, mang theo cái rạch ủ cây. Bên kia giống hát bội quá, lát qua bên kia nghe tiếng nhạc ùng ùng.
rạch ù cây nè anh chị. Và cái này mình đi ra cái cầu Hiệp Ưng trên bến Nguyễn Duy. Tổ chức ăn nhậu rồi và hát luôn. Bây giờ thì có một số người tổ chức ăn nhậu rồi thuê cái loa kẹo kéo, là cái loa âm ly đó anh chị, hát karaoke đó, cái cầu sắt Hiệp Ưng nè. Rạch ù cây thì nó nối lại dòng kênh đôi, sông nước như thế này để nói ngày xưa trên bến dưới thuyền. Mọi người ở dưới miền Tây lên buôn bán rồi cắm dùi ở từ thế hệ này thế hệ khác, thế là coi như là trở thành người Sài Gòn qua biết bao nhiêu đời. Cái hướng này đi thẳng thì chúng ta về bến Nguyễn Duy, về bến Bình Đông, Mỹ Cốc anh chị ha, rạch cát mà xin đi quẹo lên cái cầu Hiệp Ưng, cầu sắt Hiệp Ưng. Rồi, chúng ta đi qua cầu sắt nha anh chị ha, còn sót lại những cái cầu sắt như thế này. Cái nhà đây là những nhà sàn mang theo dòng kênh đó anh chị. Dòng kênh là anh chị, cầu Hiệp Ưng. Rồi bây giờ thì mình sẽ, thay vì mình đi thẳng bến Nguyễn Duy tới lò heo Chánh Hưng, xin đi sẽ quẹo xuống cái xóm mé bên trái. Ôi đèn Giáng Sinh rồi, bến Nguyễn Duy đây, ngày hôm nay đây. Rồi xin đi quẹo trái nha. Đây là một con đường hồi nãy á, thì mình đi bên rạch ù cây bên xóm củi, giờ đi mé bên đây. Mình đi nha anh chị, đi thật chậm để anh chị nhìn. Sunny sẽ quẹo con đường này, ở đây có một cái xóm. Con đường này dân đèn cũng đẹp. Cái này cái hẻm mà ngay cầu Hiệp Ưng luôn anh chị. Dân đường quá đẹp luôn. Tới kia quẹo lại, tới đây quẹo lại anh chị. Ừ.
lung linh luôn. Đây ra một con đường nữa, Cindy sẽ quay lại nha. Con đường rất là đẹp. Anh chị nghĩ như thế nào về không khí? Thấy như thế này cũng vui rồi anh chị, cũng cảm thấy vui rồi. Kéo dài qua bên kia luôn, nhưng mà Sunny sẽ đi theo cái mang theo cái dòng kênh rạch ủ cây nha, quẹo ra nè, đó cái cầu Hiệp Ân đó. Đó, ngay chỗ cầu Hiệp Ân rạch ủ cây phía trước mặt anh chị đó. Hồi nãy thì Sunny xin lỗi anh chị nha, muốn cái gì đó nó trọn vẹn thôi nên quay tới quay lui. Anh chị thấy hồi nãy con đường mình đi đó nó kéo dài ra tới đây luôn nè, nó kéo dài ra tới đây. Rồi mình đi tiếp nha anh chị, đẹp quá. Đây là một cái dãy nhà sàn, ngày xưa là nhà sàn nó đưa ra mang theo rạch ủ cây, nhưng mà sau này người ta giải tỏa đền bù. Đây là tiền. Chơi nhạc, hát với nhau, tưởng karaoke, nhưng mà thật sự nhà đang có đám anh chị, đám buồn. Rồi mái trái là sấm củi đó, và bây giờ thì Sunny cũng men theo một cái sớm gạch đầu cây, bên phải là con đường Hưng Phú để về lò heo Chánh Hưng. Và Sunny sẽ nè, mời anh chị đi thêm một đoạn nữa, đi như thế này để mình hiểu cuộc sống nhiều hơn. Cái xóm này là coi như là cái xóm nhà sàn năm xưa, mà cái khu vực này mấy bữa bùng phát dịch dữ lắm anh chị, dữ dội luôn đó. Tập trung hát karaoke rồi ăn nhậu, giàu thì nhậu rượu tây, còn
nghèo nhậu rượu đế, lát nó cũng tê tê đó, cái không khí Giáng sinh nè. Đó, ở đây lo nữa, ở đây cái màu đen là hát, hát karaoke, nhậu hát karaoke là vậy anh chị. À, trời đây ở kia có đám tiệc nữa. Những lời của cha năm xưa gian khổ ngày đêm chăm lo cha ơi cha già dấu. Rồi không, mình quay lại anh chị nhà. Thứ hai được mang tên các bà bác con cô bác ơi cho mạng ca một bản nha. Nhà họ thứ hai được mang tên chị Giang Thanh Lý. Nhà có đám. À, nhà có đám buồn đó anh chị, chứ không phải là đám vui. Đám buồn mà hát karaoke dữ quá. À, máy bên trái thì có những con hẻm rất là nhỏ, vừa chiếc xe Sunny thôi, à, để đi qua con đường Ba Đình. Nhưng mà Sunny thì nhỏ quá, Sunny cũng ngại. Nhỏ xíu thôi à. Nhà có đám nên Sunny cũng ngại mình băng qua anh chị. Đó à, cây. Đây cái xóm nghèo, nhà lập sập. À, sorry anh chị nha, cái đoạn đó thì có đám đó nên mình không muốn là người ta chặn cái rào lại, cũng đề cái chữ là thành thật xin lỗi, nên chính vậy mình phải quay lại mình đi con đường Ba Đình đây. Đây con đường Ba Đình anh chị. Còn cái con đoạn đường hồi nãy đó thì nó song song với con đường này, mang theo rạch ụ cây. À, nơi đây thì một thời gian là cái dịch bùng phát là nơi đây cũng rất là dữ dội nè. À, rất là nhiều người lớn tuổi mất ở khu vực này anh chị. Tại vì người ta ở chén chúc vào nhau mà. À. Sunny sẽ đi một cái cầu sắt để đi qua hướng bên kia. Cái sớm máy bên kia coi như thế nào. Ở đây là có một cái chợ Ba Đình. À, bây giờ thì từ bên quận 5 qua đây cũng rất là tiện. À, có cái cầu Nguyễn Chi Phương, trên con đường Nguyễn Chi Phương bắt qua dòng kênh Tàu Hủ qua đây luôn. Rồi từ đây mảnh đất này cũng có thể qua bên khu vực chợ Phạm Thế Hiển được, với cái cầu mới là Chánh Hưng. Ngày xưa ở đây giống như Cù Lao rồi. Buổi tối thì anh chị thấy ở khu vực này như thế nào? Buồn anh chị ha, nó không còn có một cái không khí nhộn nhịp nữa.
nhưng mà ngay chỗ cầu sắt Hiệp Ân thấy nguyên một cái xóm đạo văn đèn cũng rất là đẹp. Rồi, xa xa thì anh chị thấy dòng xe trên cái cầu Nguyễn Duy Phương từ Đại Thế Giới đổ qua. À, đây máy bên trái của anh chị đó là chợ Ba Đình. Ngôi chợ thì ban ngày thì nhộn nhịp lắm, và con đường này cũng rất là nhộn nhịp, đông và buôn bán. Nhưng mà buổi tối thì nó hơi hẻo chút xíu, và có mở những cái quán nhậu, dạng nhậu bình dân đó anh chị. Rồi, xe này sẽ quẹo trái. Đây là con bên phải thì chúng ta đi men theo để về cầu chữ Y. Nhưng mà xin đi đi cho sắc này. Rồi đi theo một cái xóm mé bên trái là đủ cây luôn. Nếu đi thẳng là ra bên Bình Đông. Nhà cửa thì ở đây thì nó cũng hơi buồn. Nó kệ không khí như thế này để anh chị ngắm nhìn cuộc sống. Đi thẳng cái con đường này là ra chợ Sớm Củi nè anh chị. Ở nhà cửa bên phải là nó hụt sâu xuống dưới. Ngày xưa ở đây là nhà sàn mà. Mẹ cười biết dù chung nhau nhưng có. Anh chị biết cái khu vực này ngày xưa thì nó như thế nào, cái gì chia sẻ với Sinh Y nha. Tại vì Sinh Y là hậu sinh, chị biết những cái gì mà biết đến đâu thì chia sẻ đến đó, chứ không có giống như là giống như nói đúng rồi á. Mình quán nhậu. Biết đâu chia sẻ đó chứ không có dám nói khoét. Dạ. Đó. Để nhà nào cũng hụp sâu xuống dưới, tại cái nền này nó nâng lên để nó chống ngập. Khi mà nước sông lên đó thì rạch ủ cây nước nó không có tràn vào, nhưng mà cái nền đất ở đây thì nhà nào nhà đó thì nó cũng sâu, chỉ có những cái nhà mới thôi sau này thôi. Đây là sớm buồn điều hiu anh chị. Ôi.
tới chợ sớm củi rồi. Đây khu vực chợ sớm củi. Chợ sớm củi, con đường sớm củi. Rồi mình lên cầu Trà Và để về hướng quận 5. À, và xin đi cũng rất là vui thực hiện các clip này để anh chị thấy không khí cuối năm. Một cái xóm nghèo mang theo dòng ụ cây, kênh ụ cây của khu vực xóm củi quận 8 như thế nào, để anh chị hiểu hơn về cuộc sống Sài Gòn. Nếu mà anh chị biết về cái mảnh đất này như thế nào thì cũng chia sẻ với cho Sinh Y để Sinh Y học hỏi thêm. Cái tòa nhà phía trước đó, Prudential, đó là bến xe xóm củi ngày xưa đó anh chị. Rồi chúng ta sẽ chạy lên cầu Trà Và. Và tới cầu Trà Và thì Sinh Y cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui thực hiện một đoạn clip ngắn để chúng ta hiểu được cái xóm nghèo bên rạch ụ cây. Và có gì đó mình hiểu thêm, đồng cảm và sẻ chia. Và đôi khi thì chúng ta lắng động lại, nghiệm lại, chúng ta thấy cuộc sống này mình quá hạnh phúc. Đây, nhân cái clip này thì lên đây cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Tinh Đi Đoàn nha. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại.